Đến Khun Há, một xã vùng cao khó khăn của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, mới thấy rõ sự thay đổi rõ rệt của vùng quê nghèo. Đó là nhờ nguồn hỗ trợ sinh kế của dự án giảm nghèo và các nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước, đã giúp nhiều hộ dân ở bản Xin Trải, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu có nguồn vốn và con giống để phát triển sản xuất, trong đó có gia đình anh Lù A Sâu. Anh Sâu đã mạnh dạn chuyển nhà từ vị trí cao xuống vùng thấp để làm kinh tế. Vừa tự học hỏi, anh còn được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Đến nay, anh đã xây dựng được ao thả cá và một hệ thống chuồng trại nuôi lợn và gia cầm khép kín, thu về 70 triệu đồng mỗi năm. Năm 2012 là nhà nước hỗ trợ là một con giống, được con lợn giống, con lợn ấy đấy. Xong thì mình để một lần rồi, để một lần được 7 đứa thì mình sẽ nuôi ra để đợi hai con để lợn ấy nữa, để còn 5 con để bán được thịt. Rất là cảm ơn với cán bộ phát triển kinh tế ở xã cho đến huyện, cho đến tỉnh, với cả nhà nước rất là nhiều, là cái số tiền mà người ta cho dân người ta vay thì một lần mong gà mua gì để một số dân người ta thoát nghèo. Giai đoạn năm 2010-2015 đã có 89 tiểu dự án được đầu tư tại 15 bản của xã Khun Há với tổng nguồn vốn trên 12 tỷ đồng. Đặc biệt có 35 tiểu dự án sinh kế với các hoạt động hỗ trợ như sản xuất cây lương thực, chăn nuôi và hình thành các nhóm có cùng sở thích về từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Các đối tượng được hưởng lợi đều là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các dự án đã tạo bước đệm, động lực giúp bà con vươn lên làm giàu. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 20%. Cái nguồn vốn này là cũng phải nói là rất là hiệu quả. Xã chúng tôi là cái tỷ lệ hộ nghèo của năm 2011 là 50,5%. Như vậy là trong quá trình thực hiện cho đến năm 2015 ấy thì cái tỷ lệ hộ nghèo của chúng tôi như vậy là đã giảm như vậy là từ 50,5% cho đến 2,5%, thì cái đời sống của bà con thì cũng được nâng lên rõ rệt. Việc triển khai thành công dự án giảm nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2015 đã thổi luồng sinh khí mới ở xã Khun Há, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Từ nay đến năm 2020, huyện Tam Đường phấn đấu mỗi năm bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3 đến 4%. Không chỉ riêng Lai Châu, nguồn vốn từ dự án này không chỉ góp phần đầu tư các hạng mục cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn, mà còn tạo điều kiện khơi dậy ý thức tự giác vươn lên xóa đói giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao phía Bắc.